quay nó mới chín được, quay lại nó chín được. Thơm mùi mắc khén nhỉ? Thơm, ngon lắm. Mùi ngọt. Thì nó xêu xuống đất đấy. Ông xêu xuống đất đấy. Xêu xuống đất là tôi cho ông ăn miếng đất đấy, tôi có nói chưa? Ông có cho ông làm gì đấy con? Ông cho củi vào. Cho cháy bé thôi chứ. Không, cho bé là. Có biết nướng không? Ai chỉ cho củi. Hôm nào về mình nướng cái gì ở nhà ăn nhỉ? Ăn không? Làm miếng. Tí cháu ăn sau không ạ? Đi, đi sang cái xem các chú bên này nướng con lợn. Tiếp hả bố? Câu cá. Có. Chiều câu nữa không? Có. Câu cái gì này? Nữa gì? Vâng, câu cả. Anh em bên này có con này với chất lượng chứ? Anh Tân Hoa 3 phút. Ờ. Nhìn phát biết ngay. Sao ra sáng nay mổ đây à? Hay mổ nhà? Em mổ nhà. Thế sáng thấy cái gì kêu u mình tưởng là mổ lợn ở đây, hóa ra cái kèn của bọn kia đúng không? Đây thiếu hạt dổi anh ạ. Hạt dổi á? Có lấy hạt dổi không? Anh cũng quên mang đi rồi. Mắc khén bên kia nhiều lắm. Chạy về hỏi mẹ xem có hạt dổi không cu. Mắc khén em chưa hết rồi. Anh ấy nào đừng yên cho em xem một chỗ ảnh nhá. Thì em phải xem video. Nhưng mà anh em mà nướng cái này ấy, muốn nó kỹ thuật nướng kiểu nó vàng rộp ấy. Là lúc đầu mình cứ cho nhỏ lửa, xong đến giai đoạn cuối là lửa to và phát thì ra nở căng hết. Nhưng mà khó lắm, nướng kiểu đấy mệt. Cái này cần phải có thời gian này. Đúng rồi. Phải ép cho nó nhanh. Nóng vội không được. Thôi nhưng mà chính ăn kiểu này lại ngon. Mỗi ông làm phát là sướng. Cái này năm ngoái toàn ăn bốc mà anh. Ừ thì ăn bốc mới ngon chứ. Năm ngoái bọn em làm kho. Nó chảy nước bên trong hay nhiều. Con này mấy cân? Chừng cân. Hả? 11 cân. Không mang hạt dổi đi à? Hạt dổi thì không có rồi. Trong ba lô của anh bố, ở nhà thì có. Bố bư bố để đói. Đồ nghề mới có. Đúng rồi. Sư tử. Nhà hàng làm sao mà so được cái này? Cái gì nữa làm sao so được cái này nó mới ngon. Ăn bớ ăn bụi sướng. Cái kiểu tranh nhau ăn. Con gà chưa chín rồi mẹ. Liệu chỗ này chín chưa? Liệu chỗ này gà? Ừ. Gà thế thôi. Dũng ơi, khênh đi Dũng ơi. Khênh cái gì anh? Chọc con gà ra đi, không có cháy quá khô ăn không ngon đâu. Gà nướng mà khén. Thôi cha, tớ đi đây. Cái bà cái tấm kia để thừa kia đây đấy. Kia. Để chặt đi nó bụi bẩn mất đấy. Được chưa? Thì lợn nhiều chưa? Nào nào. Anh đi rủ đi. Thôi rồi, gì cứ bỏ đây rồi đặt rào có bắn cái chiếu. Cái kia còn hai chiếu mà một chiếu đâu. Nhìn khoanh tráng nhỉ. Ăn giống như ở rừng không bố? Cái này cái gì đây? Bánh trưng nướng. Nó bánh trưng. Cha nghe chưa? Dễ cây đâu mà đi. Cái đúng gì à? Mày làm gì? Em lần lại em bóc. Chảy hết rồi. Hôm nay ăn cỗ gà được cả con. Bao hết cả miếng luôn à? Ăn cái này bây giờ mới ngon này. Gặm đây. Ngon lắm. Tuyệt của mèo ấy. Ngon tuyệt của mèo chứ. Thèm lắm đấy nhưng mà. Thử ra anh ạ. Ngon cực. Đấy, bóc cái này cơ mà. Ngon. Cố tình bóc cái kia để ăn hay sao ấy. Đúng rồi. Chuyện. Bóc nó khô. Ngon lắm thật ạ. Bác cháu cho mày ăn kiểu này á? Ngon hả Giang? Gặm miếng to thế nào? Bắt chiếc anh Tiến ăn ở bản thế nào? Ăn. Ăn miếng anh Tiến. Bắt chiếc anh Tiến thế nào?
Đúng đấy, ăn tía ăn gì. Ngon, ăn kiểu này ngon đấy. Thôi vào ăn đi. Ớt đây, mà khén đây. Coca đây, bia đâu rồi? Anh bia đâu? Đâu tay chứ? Tí nữa. Đồ xa ra quá là mình đi là nó nhép nhép trẻ con nó đi. Nước bẩn đó. Đổ đi ra anh ơi. Cứ đổ luôn đi anh ơi. Ui giời, bẩn đó. Đó rửa ra thân rồi. Cái bạt này bẩn rồi. Mê lý. Lấy khăn ở xe. Chờ nó lại được cái gì chờ. Thế, alo. Nào, xin mời. Uống đi. Không uống Coca. Xin mời. Trời ơi, dốc như thế này. Mày hạ ngôi chứ. Trên bàn cao thì rồi. Chỗ rộng thịt bò nướng. Nói Tết nhỉ? Ừ, cái bò này hơi khô rồi bởi vì à? Mùng 5 Tết hả? Ừ. Bò nướng người ta chỉ là nướng vừa vừa thôi. Mẹ mày có sợ lò. Không. Nhựa phải hơi bò những này là khô bò này là ngon hả những ngon lợn thì là ngon bò nó khô sát nhầy con bò khi là không có gặp dịp như thế này là đấy là hôm nay là cũng là anh em Việt sinh nhật không sao chúc mừng sinh nhật sôi ngon lắm không ăn bún ra sao bún tạt cái làm gì có? Có gói mù tạt đây. Mù tạt đi, cái trôi dần. Đây đây, mù tạt đi, ai ăn mù tạt đi. Mù tạt đi, vừa ăn vừa tạt đi. Hay là lúc nãy để quên không làm gì? Thịt lợn thì rất là vừa nhá. Ngon. Hàng dưới cái ngáng là cái cột kia. Nào. Tê mồm, mặc khẽ tê hết mồm. Thấy chưa? Mang đây. Cơm nước xong rồi tối thằng cu con đi câu tí đã. Mang đây con. Lôi vô cầm cái kia chân nào. Bay phi đi. Ừ, đưa cần câu đây. À, đã còn cả lon cu ca nữa kìa. Nhiều đồ thế. Đi cẩn thận nhá, có đi được không? Ừ. Đây này, đưa cái túi này đây. Ngã kệ nhá. Đi ra ngoài này câu cá đây các bác. Rồi đến nghỉ thì đã. Cất cái lon coca lên trên đi con. Bỏ cái đấy ra. Để dựng nó lên chứ. Mình để tí mình uống cơ mà. Cầm đuôi cần ra. Cầm cái chuôi cần ra. Rồi. Rồi. Đấy nha, bố chuẩn bị đồ câu cho tôi nha, câu đi nha. Chán chưa? Chưa chán, con gần câu. Cá không cắn câu đâu các bác ạ. Hôm nay xuồng người ta chạy đưa khách du lịch từ trong bờ ra ngoài đảo này này. Sóng đánh ầm ầm bụi. Đây này, đây. Đấy. Khó câu lắm. Hôm nay được hai cú con, sáng được một con rồi. Thôi đi về nhá. Dẫn tay xong đi về. Chân dép bẩn hết rồi. Đưa bố cầm cần câu như nào. Ngã đấy. Chui được không? Cúi chui thì phải cúi thấp người xuống chứ con, lom khom chứ. Thôi đi thẳng lên đằng trên được, đi thẳng lên đằng trên đi. Đi rừng luôn này. Ừ.
Không, không có bát đâu. Có biết cây măng đắng không? Đây này, cây măng đắng này. Đây này. Đấy, cây măng đắng đấy. Cây nhỏ đâu. Hả? Cây bé đâu. Cây bé, măng đắng á. Giặt một tháng nữa mới có. Cây gai đấy, cây gai đấy. Cây gai đấy. Cây gai đấy, cây gai đấy. Không bám vào cây gai. Đi thẳng bám vào cái cây không có gai. Bước qua nó. Rồi. Rồi, cầm cần câu đi. Cây gai, cẩn thận. Trên mặt cây gai, trước mặt, thấy chưa? Tránh nó ra. Dẫm lên nó. Chui. Mình đi chỗ nào ấy, cây gai đấy, cây gai đấy, cây gai đấy. Ờ, đau chưa? Không nhìn thấy à? Hôm nay thì biết cây gai nhá. Rồi đi xuống kia lấy xe đi. Đi rừng mình phải chui chứ. Đừng có trường mặt ra chứ. Ở trên bản có cây đấy không bố? Có đầy. Cây sơn nó như thế nào? Cây sơn á? Cây sơn nó như cái muỗm ấy. Có biết cây muỗm không? Ừ? Không. Không biết cây muỗm á? Cây muỗm như cái xoài ấy. Cái chứ cái xoài nhà bác Thủy ấy. Biết không? Ừ. Thôi, lấy xe đi về sang bên kia, tí nó về nhà. Cây sơn làm sao nó ăn được? Nó có nhựa. Rồi nhá. Các bác thấy đây có đẹp không? Đẹp lắm, có đoàn cắm trại không thèm dập lửa đi này, nguy hiểm thế. Trong này vẫn còn người ta đang cắm trại trong này này. Nhưng các anh em đi cắm trại nhớ phải dập lửa nhá. Cắm xong rồi dập lửa chứ kia tôi giờ cũng chả biết lấy cái gì xuống. Đây có cái hàng cây đẹp thế. Mình đi xe máy lọt chui qua cái khe này. Ăn nhót không? Giang ơi, Giang, ăn nhót. Không. Không phải gọi đâu, nó không dám lấy đâu mà. Nó con nó muối đi, nó mồm đi. Vừa giờ ông vừa vật lộn nó. Cái lái xoay lái xoay. Cái nó ngồi ra cái tao này đi mà. Nó bắt nạt đúng. À. Ăn nữa. Ăn nữa. Đây. Mẹ cầm cho con. Hôm mới có 2 miếng mà toát mồ hôi cơ mà. Đi. Đi xe máy với bố à? Không đi ô tô à? Đi xe máy với bố. Tổng kết một ngày đi chơi. Hôm nay chơi vui chưa? Đầu năm bắt được con cá to sướng chưa? Đi. Mẹ phải đi Him Lam. Đi Him Lam à? Đây các bác muốn đến Điện Biên chơi Hồ Pa Khoang. Có rất nhiều chỗ đẹp đẹp như này đấy. Nhưng mà tôi thấy rác nhiều quá. Đoàn nào cũng vứt rác quá nhiều luôn các bác. Không chịu dọn đâu.